Chào các em, thầy Tuấn đây. Ở bài trước thầy đã dạy cho các em về cách ứng dụng phương pháp grammar để giải và biện luận hệ phương trình rồi đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ chỉ cho các em một phương pháp mới được gọi là ứng dụng định lý Kronecker-Capelli vào biện luận hệ. Thì thật ra cái việc mà ứng dụng định lý này vào á, nó xuất phát từ việc mà chúng ta dùng phương pháp Gauss để đưa một cái ma trận nào đó về một dạng ma trận bậc thang rồi chúng ta xét hạng của nó nha. Thầy nhắc lại định lý Kronecker-Capelli này. Cho hệ phương trình tuyến tính gồm M phương trình, N ẩn số, AX bằng B với A ngang là ma trận gộp giữa ma trận A và ma trận B. Ta có nếu hạng của A nhỏ hơn hạng của A ngang thì hệ vô nghiệm. Nếu hạng của A bằng hạng của A ngang bằng N là số ẩn đấy, thì hệ có một nghiệm duy nhất. Còn nếu như mà hạng của A bằng hạng của A ngang nhỏ hơn N thì hệ có vô số nghiệm. Bạn nào quên định lý này thì dừng màn hình lại và chép cho thầy nha. Thầy có cái ví dụ cho các em này. Giải và biện luận hệ sau. Chúng ta ghi đề lại nào. Rồi, ta lập ma trận A ngang là gộp giữa ma trận hệ số gắn liền với biến X, tức là A, và ma trận hệ số tự do B. Nhiệm vụ là gì? Là đưa ma trận này về dạng bậc thang. Ta thấy này, 2, 1, suy nghĩ ngay đến việc là hàng 2 chuyển thành hàng 2 trừ 2 hàng 1, hàng 3 chuyển thành hàng 3 trừ hàng 1. Ta được ma trận như thế này, gần giống bậc thang rồi đúng không? Kế tiếp, ta biến làm sao cho m trừ 1 này nó về 0. Thuật toán rất quen thuộc đúng không? Hàng 3 chuyển thành hàng 3 trừ m trừ 1 nhân hàng 2. Bởi vì ở đây là m trừ 1, ở đây là 1 nè. Đó. Hàng 3 chuyển thành hàng 3 trừ m trừ 1 hàng 2. Chúng ta được cái ma trận bậc thang này. Rồi, các em ghi lại ma trận bậc thang này cho thầy, rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Đây, cái ma trận mà chúng ta vừa mới hoàn thành xong, nó có dạng bậc thang như thế này. Vì nó có cái nhân tử là 2 trừ m nhân cho m cộng 3, cho nên chúng ta bắt đầu xét. Nếu 2 trừ m nhân cho m cộng 3 khác 0 thì sao? Có nghĩa là m khác 2 và m khác trừ 3. Lúc đó, ở đây có phải là khác 0 không? Ở đây khác 0, ở đây khác 0. Ta xét cái ma trận nhỏ này trước. Nó có hạng bằng hạng của ma trận A, mà nó ở dạng bậc thang, mà cái phần tử này nó lại khác 0 rồi, cho nên là hạng của A sẽ bằng 3. Kế tiếp, ta xét cái ma trận lớn này. Vì ở đây khác 0, ở đây khác 0, mà nó đã dạng bậc thang, suy ra là hạng của ma trận A ngang bằng hạng của ma trận lớn này và cũng bằng 3. Theo định lý Kronecker-Capelli, khi đó ta kết luận x1 bằng 1, x2 bằng 1 chia m cộng 3, x3 bằng 1 chia m cộng 3. Những giá trị này ở đâu ra? Chúng ta giải này, 2 trừ m nhân cho m cộng 3 nhân x3 bằng 2 trừ m. Vì 2 trừ m này khác 0 rồi, cho nên ta rút gọn, suy ra x3 bằng 1 chia m cộng 3. Có x3 tìm được x2, có x2 tìm được x1. Được chưa nào? Vậy, nếu như mà 2 trừ m nhân cho m cộng 3 bằng 0 thì sao? Thì lúc đó ta thấy rằng nếu m bằng 2, ta thấy vào hệ, ta thấy vào cái ma trận bậc thang vừa mới tìm được này. Có phải là ở chỗ này là bằng 0 không? Có phải chỗ này bằng 0 không? Vậy hạng của ma trận A bằng hạng của ma trận A ngang bằng bao nhiêu? Bằng 2. Bởi vì nó có hai dòng khác 0. Đúng không? Nhưng hệ này nó có 3 ẩn. Hệ này nó có 3 ẩn. Thì hạng của A bằng hạng của A ngang bằng 2 nhỏ hơn 3. Ta kết luận theo định lý Kronecker-Capelli, hệ phương trình này vô số nghiệm. Khi hệ đã vô số nghiệm, ta có quyền đặt một ẩn nào đó bằng giá trị tham số bất kỳ. Ở đây thì đặt là A, thì đặt x3 là A, suy ra x2 bằng 1 trừ 4A, suy ra x1 bằng 5A với A thuộc R. Còn nếu m bằng trừ 3 thì sao? M bằng trừ 3, các em chú ý là ở đây bằng 0, ở đây bằng 0, nhưng mà ở đây nó lại không bằng 0. Ở đây nó là bằng 5, bằng 5 thì sao? Lúc này cái hạng của ma trận này này, nó sẽ bằng hạng của ma trận A. Thấy m bằng trừ 3 vào, có phải là hàng này nó bằng 0 không? Còn tồn tại hai hàng khác 0, suy ra hạng của ma trận A bằng 2. Tuy nhiên, hạng của ma trận A ngang là hạng của ma trận lớn này này.
ở chỗ này nó bằng 5 rồi. Tức là nó có 3 dòng khác không, suy ra hạng của A ngang bằng 3. Lúc này theo định lý Kronecker-Capelli, RA nhỏ hơn R của A ngang thì phương trình vô nghiệm. Được chưa? Vậy ta kết luận nhé. Ta kết luận là nếu M khác 2 và M khác 3 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất là bao nhiêu đây? Còn nếu M bằng 2 thì hệ phương trình có vô số nghiệm là bao nhiêu đây? Nếu M bằng trừ 3 thì hệ phương trình vô nghiệm. Được chưa? Tiếp nha. Giải và biện luận hệ sau. Các em ghi đề lại cho thầy nè. Hướng giải hoàn toàn tương tự. Ta lập ma trận A ngang là ma trận gộp giữa ma trận A và ma trận B. Sau đó bằng những phương pháp biến đổi sơ cấp. Thầy nhắc lại là gì? Là một ma trận nó có thể có nhiều dạng ma trận bậc thang, đúng không nào? Và thầy cũng không khuyến khích các em là đi theo một cái khuôn mẫu nào cả. Các em phải tự động linh hoạt, tự động linh hoạt. Và bằng những phương pháp biến đổi sơ cấp, các em đưa về được cái ma trận bậc thang này cho thầy. Ma trận bậc thang có thể là cái ma trận bậc thang của các em nó không có giống thầy, nhưng mà bắt buộc phần biện luận của chúng ta phải giống nhau nhé. Giả sử thầy ra được cái ma trận bậc thang như thế này, thầy bắt đầu biện luận. Đây, đi từ dưới lên trên, ở đây nó có phần tử là 1 trừ em và em cộng 2, cho nên ta xét nếu 1 trừ em nhân cho em cộng 2 khác 0 thì sao? Nghĩa là em mà khác 1 và em mà khác trừ 2. Tương tự như bài trước, khi đó hạng của A sẽ bằng hạng của A ngang bằng 3. Ở đây khác 0 rồi, ở đây khác 0 mà nó đã là một ma trận bậc thang nữa. Đương nhiên, cái hạng của ma trận A phải bằng hạng của ma trận A ngang bằng 3, chịu chưa? Thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất là như thế này. Tiếp tục, nếu M 1 trừ M nhân cho M cộng 2 bằng 0 thì sao? Thì suy ra M bằng 1 hoặc M bằng trừ 2. Ta thế từng trường hợp vào. Nếu M bằng 1, nếu M bằng 1 thì có phải ở đây là bằng 0 không? Ở đây bằng 0, ở đây bằng 0 và ở đây bằng 0. Vậy như thế nào? Hạng của A bằng hạng của A ngang bằng 1, bởi vì nó có tồn tại duy nhất một hạng khác 0 thôi, và nó nhỏ hơn số ẩn là 3. Ta kết luận theo định lý Kronecker-Capelli, hệ phương trình này có vô số nghiệm. Hệ phương trình này có vô số nghiệm, và chúng ta đặt ẩn là tham số như thế này. Giả sử ở đây thầy đặt là x2 bằng a, x3 bằng b, thì suy ra x1 sẽ bằng 1 trừ a trừ b với ab thuộc r. Kế tiếp, nếu m mà bằng trừ 2 thì sao? Thì ở đây có phải là bằng 0 không? Ở đây khác 0, ở đây khác 0, ở đây khác 0. Vậy ta thấy rằng hạng của A sẽ bằng 2, bởi vì nó có hai dòng khác 0 và một dòng bằng 0. Còn hạng của ma trận A ngang là nguyên một cái ma trận lớn này này, nó có cả ba dòng khác 0. Suy ra theo định lý Kronecker-Capelli, hệ phương trình này vô nghiệm. Được chưa? Thì phương pháp nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tuy nhiên các em thấy rằng nó lại có vẻ là nó hơi nhập nhằng hơn so với khi mà chúng ta sử dụng công thức Riemann để giải và biện luận hệ, đúng không? Cho nên thầy nhắc lại một lần nữa, nếu bạn nào nhanh nhạy á thì các bạn có thể ứng dụng phương pháp này, còn nếu bạn nào chậm hơn thì các bạn có thể sử dụng phương pháp là Riemann để chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Rồi, ví dụ 3, tìm M để hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường. Một số bạn thầy đã dặn lại là chúng ta phải tự học trước lý thuyết ở nhà, thì chúng ta giải bài này rất là dễ, đúng không? Bằng cách nào? Đây là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Nếu như det A bằng 0 thì hệ có nghiệm không tầm thường. Còn nếu A det A khác 0 thì hệ có nghiệm tầm thường. Nghiệm tầm thường có nghĩa là tất cả các nghiệm đều bằng 0. Vậy nếu chúng ta thuộc lý thuyết, chúng ta giải bài này rất nhanh. Hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường khi det A bằng 0. Đây, chúng ta giải ra det A bằng 0, suy ra M bằng trừ 5. Rồi, ở dạng toán này nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, cho nên là thầy không muốn cho các em nhiều bài tập, tránh cái sự là nhàm chán của các em. Các em làm theo dặn dò của thầy và chú ý cái mục 3 này nhé. Và bắt buộc các em phải đọc phần này thì chúng ta mới học chương sau được. Chúc các em sức khỏe, chào các em.